Wow các bạn ơi, điện thoại smartphone có cả quạt. Bóc thử ra mới biết được. Chỉ trong trò chơi như nào ấy. Người ta tặng kèm cho cả dây luôn các bạn nhá. Xong chúng ta xỏ vào đây. Xong chúng ta buộc vào. Các bạn thấy chưa, quạt chạy tít chưa? Tháo qua đằng sau ra này. Nó có kẹo bên trong này. Xong các bạn ăn thôi. Đó. Vị CC thôi. Tôi sẽ gọi điện cho tổng thống Joe Biden nha các bạn nhá. Alo ông Joe Biden à? Ông tắt máy rồi, không nghe máy các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, mama. Mình mở đã nhá. Wow, quá là bên trong được chưa vậy? Một đống luôn này. Hình 2 này, các hình 2 này, hình nắm đấm này. Teng sẽ ăn hình 2 nha các bạn nhá. Kẹo dẻo hình 2 đấy các bạn ơi. 2, nắm đấm, xin chào 3. Dẻo dẻo, dai. Cũng có vị thơm thơm các bạn. Như kiểu có vị dâu nữa các bạn nhá. Wow các bạn ơi, kẹo sô-cô-la hay kẹo gì thì mình không rõ ra lắm, không mình sẽ ăn thử nhá các bạn nhá. Các bạn là biết cái kẹo này tên là gì thì hãy comment ở dưới cho Teng nhá. À đá, trên đầu bóc tan cả dãy là thôi. Bên trong có rất nhiều hộp này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18, 20 hộp luôn các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ ăn lo luôn. Làm một hộp màu đỏ đã. Giống như cả cái thùng sơn luôn các bạn ơi. Người ta cho cái thìa vòng vòng vào đây các bạn này, thấy chưa? Như ở cái xẻng luôn. Wow, bên trong có bánh với cả kem như kiểu sô-cô-la thôi các bạn ạ. Bánh thì rất là giòn nhá, kem thì sô-cô-la rất là ngon và ngọt nhá. Cái này ăn khá là ngon các bạn ạ. Wow các bạn ơi, kẹo mút có các hình siêu nhân hoạt hình rồi Pokemon rồi là Annabelle rồi các kiểu đây các bạn ơi này. Nói chung về hoạt hình thì mình không xem nhiều, mình không biết rõ các cái nhân vật cho lắm. Rất nhiều nhân vật luôn đây này. Ví dụ Batman này, Pokemon này, người khổng lồ công chúa ngủ trong rừng này. Con gì đây thì mình không biết. Nhân vật gì đây thì các bạn hãy comment cho mình nhá. Mình thích người xanh, ăn người xanh đã. Ê, vỡ rồi, nóng vội là không được đâu, mình nóng vội quá vỡ. Rất là giòn và ngọt to ạ. Wow các bạn ơi, đây là kẹo còi nha các bạn nhá. Các bạn ăn kẹo còi thì các bạn sẽ biết. Bóc cái bóng ra như thật thế là hả. Dừng lại. Làm cảnh sát giao thông luôn. Bên trong có kẹo. Kẹo đủ mọi màu luôn. Nó như kiểu kẹo vị xê các bạn ạ. Wow các bạn ơi, đau quá. Ui Teng không biết con này con răng cá sấu hay răng con cá mập đây các bạn ơi. Hãy comment ở dưới cho Teng nhá. Mình sẽ chơi thử những cái đồ chơi kỳ lạ này. Ào. À, chặt ấy. Ui nó dài quá các bạn ơi, đây này. Wow. Đấy, đọc mồm gắp. Mình sẽ cho tay đây gắp này. Wow, gắp cái tay được mình rồi. Con này là con áo ộp này, bạn nào mà khóc nhà nào áo ộp khóc luôn. Các bạn mở cái lắp ở dưới đi ra nhá. Đó, bên trong này có một cái giấy đấy các bạn nhá, không biết cái giấy gì. Wow, giấy tần tiếng Trung Quốc không hiểu. Vứt đi. Xong rồi nó có một cái túi này thì không, mình không biết cái túi này là cái túi gì thì tốt nhất là thôi. Không ăn được, vứt đi. Wow các bạn ơi, hình như cái này là cái hộp kẹo dẻo hay sao các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ ăn thử nhá các bạn nhá. Các bạn biết thì hãy comment ở dưới cho mình nhá. Wow, nó quận quận như kiểu là quận băng dính luôn các bạn ạ. Mặc thì bóng ra các bạn này đấy. Các bạn thì cần là mở hộp này ra này. Đấy đâu rồi, kẹo đâu. Mình phải mở cái này ra đó. Bậy cái lắp này ra. Đấy, bậy hết cái lắp này ra. Đó à, kẹo dẻo đây, bây giờ ra rồi các bạn ơi. Mình phải kéo ra thì mới ra được. Mở lắp vào lên. Xong là kéo kẹo bảy màu ra, ăn nhà. Wow các bạn ơi, kẹo mới về đây các bạn ơi. Các bạn nào biết thì kẹo này tên là gì thì comment ở dưới cho Teng nhá. Kẹo này nó có 1, 2, 3, 4, 5 màu luôn các bạn ơi. Có vị dứa này, vị dưa hấu này, vị táo này, vị việt quất là, vị dâu là, úi giời ơi. Chơi cái vị dâu ở trước các bạn nhá. Đấy à, có cái mũ này rất là đẹp luôn này, tháo cái mũ ra này. Đó, úi, như kiểu là si dâu hay sao này. Sao các bạn có cái chân này, các bạn vặn này, nó ra lên này. Đấy các bạn ơi, đấy. Thấy chưa. Rất là ngọt thơm vị dâu luôn. Wow các bạn ơi, kẹo hình con gấu này rất là đẹp luôn này các bạn này. Hôm nay mình sẽ ăn thử nhá.
chơi các bạn lấy ra. Bên trong thì có kẹo nhá. Mình chưa biết chơi như nào. Xong các bạn đổ kẹo vào con gấu rồi nhá. Đổ kẹo thành công thì các bạn lại vặn vào nhá. Đấy, các bạn xoay 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 này đấy là nó sẽ ra kẹo cho các bạn nhá. Đấy. Ra kẹo này đấy. Đấy là mấy viên tiền tay mình không? Ăn giống như ở vị C các bạn ạ. Wow các bạn ơi, kẹo hình Halloween nha các bạn nhá. Đây là kẹo mút nha các bạn. Phải bóc ra ăn thử mình mới biết được. Các bạn là thấy chưa, hình các Halloween các kiểu hay là các là điểu luôn này. Mình phải chơi cái quả bí ngô này trước đã. Ủa thì ra là bịp. Có vỏ mới có hình thôi, còn cái kẹo là cái kẹo không. Nó là kẹo mút thôi các bạn, chỉ mút thôi, mình nhai cho nhanh. Wow các bạn ơi, đây là đồ chơi các cái trống nha các bạn nhá. Và có cả kẹo kèm theo luôn, ăn rất là ngon. Mình chưa biết ngon hay không phải thử đã. Lấy cái màu đỏ cho họ phong thủy mình. Đây là các bạn ơi, khi bọn trẻ con khóc các bạn ở trên này. Đây đấy. Ok luôn, để dỗ trẻ con này, cho trẻ con hay ăn sữa này, mới cả ăn cháo này. Ok, bên trong có kẹo các bạn nhá. Con kẹo dẻo dẻo mềm ngọt ngọt. Wow. Kem dưa leo ra lò các bạn nhá. Wow. Bánh tráng rẻ tiền, mực rẻ tiền, bên tốt. Hôm nay mình sẽ ăn thử nhá. Thử con mực khô cái nhỉ. Đấy, nhìn nó có dai thì dính các bạn ạ. Mực thì hơi cay, có vị ngọt, có vị mùi mực thơm hoặc giống vị biển thật đấy. Bánh trắng trộn buộc lịt này khá chắc chắn. Có một đôi đũa là rất xịn sò nha các bạn nhá, rất tiện lợi. Các bạn chỉ mở túi ra thôi là nhắm thôi. Nhìn trông làm sạch. Lần trước mình ăn cái bánh tráng có cái tóc các bạn ạ. Nói chung mà có vị cay còn ngọt nhưng mà nó hơi bị dai các bạn ạ. Dai nhưng mà nhai một lúc mà thì nó sẽ tan vào trong miệng cũng ok. Wow các bạn ơi, cái này là cái gì? Khoai tây chiên hay là cái gì thì mình không rõ tôi lắm đâu. Các bạn hãy comment ở dưới cho mình nhưng cái này là tên là gì nhá. Nhưng cái này bán cũng khá là đắt các bạn ạ. 20k một hộp này các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 hộp. Đấy, treo cổ ở đây, ok, sẽ bóc vào này ra nhá các bạn nhá. Sách như kiểu cái túi sách luôn này các bạn, là cho tiền vào đây cũng ok lắm. Mở lắp túi sách luôn là ấy. Kẹo bim bim nhá, nước sốt cà chua chấm này. Đơn giản thôi các bạn, bóc ra này. Xong các bạn cầm cái này quẹt vào đây là chấm này. Nó có vị tương cà chua chua các bạn ạ. Theo mình ăn thì cũng không ngon cho lắm. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình đi câu ấy, nhưng mà câu được con nào, câu với ông anh ấy. Chán quá, câu chán quá thì thôi lại ngồi chơi xem. Đông cá này, chục con rồi các bạn này. Chưa? Dù phi chốt vứt đi hết. Đấy. Dù đấy.